Xin chào các bạn đã quay trở lại với nhóm review. Thì hôm nay ở đây tôi có một cái dimmer DC960V 20A có đảo chiều đây. Có công tắc đảo chiều. Có dimmer. Thì cái dimmer này có điện áp vào từ 9-60V. Tần số điều khiển là 25 kHz. Kích thước ở 92x52x36 và trọng lượng 155g. Đây. Em có dimmer. Dòng tối đa nó được 20A. Đây, thì bây giờ tôi sẽ thử nó với 2775 hay là 2775. Sau đây tôi sẽ kết nối. Đây tôi đã lôi xong. Bây giờ tôi sẽ tiến hành tự test. Thì ở đây tôi sẽ có hai con động cơ 775. Thì tốc độ hai cái dòng hai con động cơ 75 này tôi thử với không tải thì nó chỉ được tầm gần 3A thôi. Nếu có tải nó sẽ lên được hơn chục A hơn. Ở đây tôi không có động cơ hay là cái tải nào đến tầm 20A để test. Tôi sẽ test thử với 275. Đấy, rất khỏe. Nghe nó cứ như cái động cơ phân khối lớn vậy. Nó sẽ đảo chiều. Đồng nghe áo sướng, nhưng nó phân khối lớn đâu. Động cơ chạy rất khỏe. Đây, công tắc này giữa để tắt. Đây, xoay không thì cũng không được. À. Nhìn không nhìn được. Đây đấy là chiều. Không đẩy kia đấy. Thì video của tôi xin kết thúc ở đây. Thì cảm ơn các bạn đã chú ý và quan tâm theo dõi. Hãy góp ý cho nhóm mình ở phía dưới. Hãy đừng quên subscribe, like kênh và chia sẻ kênh. Cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại.